mà mưa một ngày luôn mà không chiều mà không thấy nó nở luôn mà. Bữa nay nó nở đẹp quá. Nắng nó nở đi cho mà. Dạ. Mà mưa là không có một cây cũng có không hoa được. Các bạn đến thành phố Vũng Tàu sau khi tham quan tượng đài Chúa Giêsu có thể đến đây để ngồi uống cà phê. Các bạn thấy ha, ở đây hoa 10 giờ nở rất là đẹp, nhìn ra biển luôn. Đây, bên phía tay trái chính là ngọn núi có tượng đài Chúa Giêsu ha. Cà phê đây bán sao chị? Cà phê bán sao? Cà phê đá hả? 15 hả? Ok, giá được. Dạ. Từ quán cà phê bước ra chút xíu, các bạn sẽ thấy một cái view rất là đẹp. Và nơi đây được gọi là Mũi Nghinh Phong. Ok, các bạn có thể thấy là thường các cô dâu chú rể đến đây chụp hình khá là nhiều.